chính thức khởi động từ ngày 23 tháng 10, cuộc thi tiếng hát sinh viên Đông Á lần thứ nhất năm 2013, lần đầu tiên được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, đã trở thành sân chơi âm nhạc hoành tráng, thu hút hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia. Ngay trong vòng sơ khảo, ban tổ chức đã rất bất ngờ khi phát hiện ra không ít tài năng mới. Bên cạnh các ca khúc về tình yêu, tuổi trẻ, cuộc thi còn nhận được nhiều đăng ký ở các bài hát về mái trường Đông Á và các bài hát tiếng Anh ở tất cả các thể loại nhạc. Em được biết đến cuộc thi tiếng hát sinh viên, thấy cũng thú vị nên em tham gia để cho biết. Biết tham gia thì cũng là để phục sức mình, trong chính mình, chúng ta khả năng mình đi đâu. Bước tiếp vào vòng bán kết, các thí sinh bắt đầu cuộc đua gay cấn hơn. Được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu chọn bài, diễn xuất đến trang phục. Hội đồng nghệ thuật cũng hỗ trợ nhiệt tình về thanh nhạc, xây dựng hình ảnh để làm nổi bật cá tính cho từng thí sinh. Những giọng ca này đã biết cách trình diễn hết thế mạnh của chính mình, cống hiến cho người xem nhiều tiết mục, chạm đến từng mạch cảm xúc. So với vòng sơ khảo, không ít thí sinh khiến khán giả phải ngạc nhiên trước sự thay đổi trong phong cách hoàn toàn mới lạ. Và những sự dám phá cách này đã giúp cho phần trình diễn của họ bị được điểm nhiều hơn với ban giám khảo. Nên mình chân chính tham gia cuộc thi hát nên khi nghe tiếng mình được lọt vào vòng chung kết mình cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp, tại vì các bạn tham gia cuộc thi ai cũng hát hay và mọi người đều có một phong cách và cảm nhận riêng. Cuộc thi này mình được quen biết rất là nhiều bạn mới và để chuẩn bị cho vòng chung kết thì cả thầy cô lớp của bạn âm nhạc và luyện tập thanh nhạc cho bọn mình để bọn mình có thể thể hiện tốt hơn phần thi cũng như có kinh nghiệm hơn trong công việc ca hát để tỏa sáng đam mê của mình sau này. Sau hai vòng tranh tài, các thí sinh của chúng ta đã rất tự tin với phần lựa chọn bài hát cho riêng mình, còn thêm việc tích cực luyện tập thêm vũ đạo. Đêm chung kết hứa hẹn sẽ là một cuộc bùng nổ, thăng hoa của tài năng sinh viên Đông Á. Đón xem những giọng ca xuất sắc: Trần Bình Dương, Trần Văn Tú, Vũ Thị Thu Nhung, Võ Trọng Ân, Bùi Xuân Quý, Phan Thị Ý Nhi, Nguyễn Thị Dung, Lê Ngọc Diệp, lớp 11 Đại học Kinh doanh 1, lớp 13 Đại học Tiếng Anh 1A, Song Ca Trung, lớp 13 Đại học Tiếng Anh 2A, tỏa sáng bằng khả năng cảm nhận nghệ thuật và gửi trọn lời tri ân của mình trong từng lời ca tiếng hát, kính dâng lên thầy cô trường Đại học Đông Á.